What's up 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hey, mình là Sĩ Kẹo đây. Là Sĩ Kẹo chứ không phải là Sĩ Cắn Kẹo Hit Care đâu nha. Chỉ là một cái tên dễ thương xíu thôi đúng không? Ui, ui, ui. Anh ơi. Anh ơi mình đi đâu thế? Một bài đầu tiên hết sức đơn giản này mọi người nè. Hôm nay thì cuối tuần lời đầu tiên thì Kẹo kính chúc anh em. Đó là cuối tuần thì anh em có một cái cuối tuần vui vẻ bên người thân gia đình. Anh em nào có người yêu thì xem xong video này chiều dẫn người yêu đi chơi đúng không? Các kiểu con đã điểu. Đấy. Còn tôi dạo này công việc vỡ mẹ đầu. Còn tôi dạo này công việc thì khá là bận. Nói chung thì cái thời gian dành cho bản thân thì khá là ít. Thế mình tính là sắp tới có thể là mình sẽ đi học thanh nhạc. Hay là tôi nghỉ mẹ làm YouTuber xong tôi làm ca sĩ nhở? Xem có ai nghe không? Giỡn chứ anh em. Thật ra thì kiểu mình hát thì nghe thì kém, giọng thì yếu, bảo làm ca sĩ thì vãi cả đái. Mở cái kênh cover không biết là đã xong chưa ấy. Đúng không mọi người. Vài câu nói có khiến người thay đổi, có khiến bờ môi ấm mềm trôi giặt vào đi nỗi nhớ thương. Đấy. Công xem tôi có làm được ca sĩ không. Tôi nói vui thôi chứ kiểu gì cũng có mấy đứa vào chửi bảo mẹ mày hát mẹ mày chán vãi cả đái xong đòi làm ca sĩ mà bị ngáo à, sáng ra uống lượng thuốc à. Nhưng mà thật ra như thế này, mình thích thì mình hát thôi anh em, đúng không? Đấy, không biết là đây thì có bao nhiêu anh em có sở thích y như mình ấy. Kiểu ôi quần trắng ấy, anh ơi anh quần trắng ơi, ôi trông anh quần trắng làn da anh dám nắng em lại sợ anh quả anh ra đây. Ui thêm chạy lựu nữa chết con mẹ mày rồi. Ui yo được chưa, các ông thấy thế nào? Ui rồi ôi, thanh niên gọi là ném lựu cảm tử như tôi thì cái việc hạ gục thằng này nó cứ phải gọi là trong tích tắc đúng không? Đấy, vô cùng đơn giản. Tranh thủ xem có cái gì kiểu lượm nhiều một tí. Rồi, làm quả lòng giảm thanh quá ổn luôn, không cần phải suy nghĩ. Đấy nhá. Mọi người ơi thì mấy anh em mà mới xem trên kênh của Sĩ Kẹo ấy, bạn nào mà bạn chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh giúp mình nhá. Xong anh em chia sẻ cái video này giúp mình nhá. Ok, tôi chơi game không có giỏi đâu nhưng mà kiểu ngồi chém gió tâm sự với anh em, tâm sự tuổi mới lớn thì cái này quá là điều bình thường luôn. Giờ cũng nói luôn với anh em đó là hiện tại thì mình vẫn stream trên online nhá. Thì cái khung giờ mình hay stream á, từ 19 giờ đến bao nhiêu nhỉ? Tôi bị lú á. À tối thì mình live từ 19 giờ đến 22 giờ nhá cả nhà ơi. Tối mọi người qua online xem live stream giúp mình với nhá. Ok, lý do tại sao mình không live bên YouTube bởi vì là lương bên này bèo lắm, không phải kiểu mình tham tiền đâu nhưng mà bây giờ làm để kiếm tiền mà anh em đúng không? Yeah. Đây. Ui ôi, mày tưởng cái gì? Bây giờ kiểu đồ mình xịn quá đấy. Làm cái mũ ba này, làm quả giáp chống nổ này. Này, còn kêu gì nữa? Đồ nó lại xịn vãi cả trưởng ra thế. Thế thì còn nói gì được nữa nào? Ê, đi thôi tất cả những người anh em. Ngày hôm nay tôi, tất cả những người anh em ở đây sẽ... đấy, tiêu diệt cái thằng này. Anh ơi, anh chạy đi đâu? Đấy. Ô, anh, ui. Anh bắn làm em sợ vãi à. Rồi ôi, vô nhẹ cái vô đầu cái thanh niên. Khóc. Anh đớn đau, anh khóc. Tôi thề với công luôn, thằng này không khóc mới lạ. Ui, mấy trái bóng kia ngon. Ngon dữ ta. Được nè. Rồi. Ok. Đấy, sửa quả giáp mới tinh luôn. Let's go nào. Chủ nhật thì thường đi. Hôm nay nói về chủ nhật của Sĩ Kẹo đi. Thường một ngày chủ nhật thì nó cũng trôi qua với mình như kiểu ngày bình thường ấy. Tức là sáng thì vẫn dậy làm video cho anh em bình thường. Xong rồi chưa suy nghĩ bảo chứ bây giờ phải làm cái gì để kiểu có tiền mua cơm ăn ấy công ạ. Dạo này làm YouTube lương thấp lắm, chán lắm. Thế là một số anh em còn bảo là anh ơi, em cũng muốn làm YouTube như anh ấy. Làm YouTube thì chắc là chơi game, chỉ có chơi game xong rồi kiểu có nhiều tiền anh nhỉ.
Không có đâu bạn ơi, ui dồi ôi. Làm YouTube thì dễ thật nhưng mà anh em kiếm tiền từ YouTube khó lắm, khó lắm. Thật sự là không không phải kiểu kiểu nói để mà anh em không làm đâu nhưng mà đây, tôi đây chứ đâu. Ui dồi ôi. Sáng thì tranh thủ làm video YouTube này. Chiều thì đi chụp ảnh mẫu kiếm thêm thu nhập. Tối thì về livestream với anh em thôi chứ còn chứ còn biết nói như nào nữa. Rồi rồi các bạn, từ từ tôi qua đây cái. Mao chẳng chẳng bị xịn ghê nhở. Được vãi lờ công ạ. Rồi nhá, bây giờ các ông theo chân tôi nhá. Nào 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 nào. Xem có cái thằng nào kiểu ngáo chó mà chạy ngang qua đây không, là tôi sẽ dùng thân thủ của mình đấy với những chiêu 53 vi bộ di chuyển với một tốc độ ánh sáng lên gọi là cá chém vong đầu chảm với những cái tuyệt chiêu mà tôi tự nghĩ ra thì kiểu hạ gục kẻ địch thì nó là một điều hết sức bình thường đó. Ơ nhạt vãi. Ơ quả mơ có hột cơ ạ. Đều hiểu sao kiểu tôi lên cầu thang xong rồi tôi cũng kiểu tôi bị rớt xuống luôn ấy. Lú quá mọi người ơi, sorry mọi người nhá. Lú thật sự luôn ạ. Ở nhà nhiều quá là nó bị ngu đi không ạ. Lâu lắm này tôi đều biết kiểu tình yêu nó như thế nào ấy. Cơ bản là ui dồi ôi, có tiền đâu mà yêu với trả đương các ông. Bây giờ nhá, yêu đương con gái nhà người ta nhá, cứ nói là không cần tiền đi nhưng mà các ông cũng phải kiểu như nào nhỉ. Các ông cũng phải kiểu là đây, thế bây giờ nhá, các ông mời người ta đi ăn đúng không? Đấy, ui dồi ôi, thế thì tiền đâu rồi, hai đứa đi chơi với nhau. Hay lại bảo là hai đứa chỉ nhìn mặt nhau là yêu nhau được. Ôi dồi ôi. Thôi. Anh em nghĩ thế là không ổn đâu. Rồi sớm muộn nó cũng theo thằng khác rồi đúng không? Đấy, dạo này thì nghèo quá chẳng dám yêu ai. Cũng có một số bạn nữ nhắn tin các thứ kiểu kiểu như nào nhỉ? Kiểu làm quen ấy, xong rồi kiểu gợi chuyện làm quen nó cỡ. Tôi giờ ngày ăn hai bữa, không có tiền ăn sáng. Thế thì ai yêu mà yêu ai nhỉ? Nghĩ cảnh bây giờ mẹ mình đi chơi với gái xong còn đéo có tiền đổ xăng không ạ? Nghe trông nó hèn vãi. Thế thôi, thôi. Chấp nhận công ạ. Nên là các ông đừng bao giờ hỏi là anh ơi anh có người yêu chưa. Cái hòm xác tôi tưởng là người. tủi thân tôi khóc đấy các ông ạ. Nhá, trông tôi này thôi nhưng mà tâm hồn mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ đúng không? Thằng này láo. Mày làm gì ở đây? Làm cái gì ở địa bàn của tao đây hả? Nhưng mà nó dựng bông keo nhanh quá mọi người. Ui. Cái gì đấy? No, anh đừng. Sao lại có thằng kiểu sau lưng tôi đấy nhở? Anh đừng. Đừng này. Láo nháo, pháo ăn xe, vỡ va vỡ vẩn. Nhưng mà cái thằng kia nó vẫn kiểu đứng sau bông keo ấy. Con mẹ mày. Ui, anh đứng. Em sợ vãi. Sao anh đối xử với em như vậy? Ui, anh ơi, đứng. Anh ơi. được lắm không ạ? Mấy kill hay 6 kill ấy. Hay. Hôm nay phần đấu nhá mọi hôm đi. Thì kiếm được khoảng chục kill top 1 nha anh em ấy. Tôi cũng không cần nhiều đâu. Đấy, như kiểu là anh em đi học, anh em mong muốn được điểm 10 từ cô giáo ấy. Mà nhá, hồi chuyện đi học kiểu ngày xưa tôi đi học, tôi có học bài đéo đâu. Lên lớp toàn ngắm cô giáo ấy cơ. Cơ bản thì mình cũng trưởng thành sớm. Thế nên là cái tâm sinh lý nó cũng phát triển. Lên lớp học hành gì, lên ngắm cô giáo, biết nói với các ông như thế nào nhỉ? Tớ kiểu lên lớp ngắm cô giáo, ngắm ngực, ngắm đùi. Trời ơi, sướng quá. Học hành gì đâu đúng không? Nhưng mà tôi bảo rồi nhá, người ta gọi tôi chỉ quý cô giáo thôi, không phải kiểu tôi là thế nào đâu, không phải chuyện tình học sinh giữa cô giáo đâu. Đừng anh em đừng nghĩ như thế, nghĩ xấu về tôi thế là không có được. Thằng nào gọi luôn thính ở trên đấy nhở? Ôi, sao lại ngồi đấy?
Thanh niên tôi thể tôi đéo nhịn được cười cậu. Mẹ mày, thanh niên nó ngồi ngay ở đấy, lại hồn. Lại Chúa Amen. Từ đạo forward. Ơ. Kìa. Ê, mày có im không? Hả? Ôi. Nếu hiểu sao kiểu bắn tôi ấy. Xong rồi tôi bắn lại cho họ chạy như con bot. Vãi cả nồi. Nếu hiểu. Nếu hiểu kiểu gì cậu? Tôi từ chối hiểu luôn. Còn hai đứa. Cố gắng anh em ơi, thăm ngàn kẹp ngần nhá. Cố gắng. Đây, hôm nay top 1 sẽ thuộc về tôi. Các ông chơi game là các ông phải có niềm tin. Nhưng mà nãy giờ toàn nói chuyện các ông không nói chuyện các bà nhỉ. Đấy. Thì đây. Hôm nay chủ nhật cuối tuần thì coi như là chúc chị em nhỉ, vui vẻ nhỉ, xinh tươi nhỉ. Đấy, có nhiều người yêu nhỉ. Thôi. Đôi tôi đùa tí. Có một người yêu thương mình nhiều là được rồi. Nhiều người yêu để làm cái gì? Đấy, được chưa? Một người yêu thương mình nhiều là được rồi. Đây các ông. Tầm này thì tôi đang kiểu hơi bị bối rối. Tôi không biết đi đâu ấy. Giờ cứ lận lờ trên này thì trông nó cũng đéo ổn các ông ạ. Ừ, thế nên là chắc là tôi sẽ qua đây xíu đi. À, có tiếng súng, có tiếng nạp đạn. Còn mẹ mày, trốn à? Ui. Câu nhìn đấy, nó cầm cái shotgun kiểu nó bị loạn con mẹ nó lên ấy. Xong rồi bắn vớ vã vớ vẩn. Hay. Ui trời, quả game này tôi cười rất hàm mẹ luôn các bạn. Nếu hiểu kiểu gì luôn, mẹ và thanh niên. Kiểu tôi cầm MP40, tôi bắn, tôi sấy cho tí cái. Xong bắt đầu kiểu cuống mẹ lên. rồi nhá. Thôi nhưng mà nghĩ ở nhà cũng buồn. Để hôm nay chủ nhật mà chắc là tí tôi ra ngoài tôi đi chơi không ạ? Tôi đi uống cà phê, tôi đi ngắm gái. phê mà. Ở dưới, ở dưới không phải thằng ở trên à? Mày. Ôi, bạn ơi. Ui, cái định mệnh con. Ô, anh ạ. Kìa, một cứu tông một kìa. Vãi cả nồi. Cày vãi trưởng.